Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, U23 Việt Nam đã chính thức vượt qua vòng bán kết giải U23 Đông Nam Á sau khi thắng đậm U23 Malaysia với tỷ số 4-1 với thế trận lấn lướt để ghi tên mình vào chơi ở trận chung kết. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã lựa chọn cho mình một đội hình ăn ý nhất sau hai trận ở vòng bảng. Xuân Tiến, Đức Việt, Đình Duy đã xuất hiện trong đội hình xuất phát, cùng với đó là những cái tên rất quen thuộc là Văn Khang, Đình Khương, Minh Khoa và Minh Quang. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Choi Hun Jae, U23 Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình để tấn công. Thực tế, sau những gì đã thể hiện ở những trận đấu trước mà xa hơn nữa là SEA Games 32, thì U23 Malaysia được đánh giá là một đội bóng không hề dễ đối phó. Tuy nhiên, mọi câu chuyện được dự đoán đều đã bị rơi vào thế việt vị khi mà U23 Việt Nam đã có một trận đấu chơi rất nhàn nhã và hổ Mã Lai dường như là không biết cách để kháng cự lại. Ngay ở phút thứ tư, Minh Khoa đã tung ra một cú sút xa đầy uy lực, chỉ tiếc là bóng lại trúng vào vị trí của thủ thành Rahalim. Ý tưởng tấn công vào cánh trái của đối thủ của U23 Việt Nam cũng đã hiện hữu ngay từ đầu. Ngay ở phút thứ tám, Duy Cương đã có một pha truyền bóng dài chính xác để cho Minh Quang dùng tốc độ để vượt qua sự truy cản của đối phương rồi trả ngược vào phía trong. Xuân Tiến đã chọn vị trí hợp lý trước khi sút tung lưới U23 Malaysia. Bàn thắng này đã giúp cho U23 Việt Nam thi đấu tự tin và hoàn toàn làm chủ thế trận. Đến phút thứ 16, Minh Khoa tiếp tục có một pha dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi không trúng đích. Tiếp sau đó là ở bên cánh phải, lần này Đình Duy thoát xuống rồi căng ngang, Quốc Việt đã chạy cắt mặt thủ môn đối phương trước khi tung ra một cú dứt điểm nhưng tiếc là bóng lại đi chạch cột dọc. Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chủ động chơi chậm lại, thậm chí là họ còn nhường sự kiểm soát cho đối phương. Nhưng U23 Malaysia đã chơi khá tệ khi mà các chân sút của đội bóng này không có lấy nổi một cú sút trúng đích nào về phía của thủ môn Quan Văn chuẩn. Văn Khang và các đồng đội tiếp tục có những pha lên bóng chất lượng. Ở phút thứ 32, tỷ số đã được nhân đôi sau tình huống Quốc Việt tung ra một cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ môn Ramalin. Phần còn lại của hiệp đấu đầu tiên, các chân sút của U23 Việt Nam lần lượt thử tài bắn phá không thành đối phương với những cú dứt điểm của Văn Khang, Xuân Tiến hay là Minh Quang. Sau những pha ném bỏ những cơ hội khó tin thì đến phút thứ 44, U23 Việt Nam có bàn thắng thứ ba. Từ biên phải, Văn Khang đã tung ra một pha căng ngang chuẩn xác, Xuân Tiến chạy chỗ hợp lý trước khi đặt lòng hạ gục thủ môn Ramalim. Khởi đầu trận đấu như mơ khiến cho rất nhiều người đã nghĩ đến một hiệp 2 dễ thở cho U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã có vài sự thay đổi khi đưa Vĩ Hảo Đình Hưng vào để thay cho Đình Duy và Quốc Việt. Thế nhưng ở hiệp đấu này, U23 Malaysia đã hoàn toàn thay đổi với việc đẩy cao nhịp độ tấn công, chơi pressing khắp mặt sân. Phút 49, Yulan đã tạt bóng để cho Anoa bật cao hơn tất cả, đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Lúc này thì U23 Việt Nam bắt đầu có biểu hiện lúng túng. Thật may là đối phương mà cụ thể là Akman, đã dứt điểm không tốt trong một số tình huống mà anh này có rất nhiều khoảng trống. Có được bàn thắng đầu tiên, U23 Malaysia thi đấu rất hưng phấn và ép sân U23 Việt Nam. Phút 56, Alif đã treo bóng từ cánh phải vào vòng cấm, nhưng Akman lại dứt điểm trúng vị trí của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Nhận thấy đội nhà bị đối thủ ép sân, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chỉ đạo U23 Việt Nam làm giảm nhịp độ trận đấu. Thế trận chỉ tốt hơn khi mà Hồng Phúc được đưa vào sân để thay cho Minh Quang nhằm lấp đầy những khoảng trống ở giữa sân. Đến lúc này, U23 Malaysia không còn tạo được ra những pha tấn công dồn dập khi mà hàng tiền vệ của U23 Việt Nam giành lại được quyền kiểm soát bóng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thay đủ 5 cầu thủ khi ở phút thứ 77, ông đưa vào sân Bá Đạt và Văn Trường để thay cho Minh Khoa và Xuân Tiến. Những cầu thủ vào sân đã làm rất tốt công việc của mình và U23 Việt Nam đã thành công trong việc đảm bảo sự an toàn về mặt tỷ số lẫn con người. Thậm chí, Hồng Phúc còn có bàn thắng để chốt hạ trận đấu ở phút thứ 85. Tình huống xuất phát từ pha đi bóng ở bên cánh trái của Vĩ Hào hướng vào trong vòng cấm của đối phương, rồi thực hiện một đường truyền thuận lợi cho Hồng Phúc dứt điểm tung lưới thủ thành Ramalim, ấn định chiến thắng đập đà 4-1 cho U23 Việt Nam. Kết quả này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giành quyền và chơi ở trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8. Đối thủ của chúng ta là đội thắng ở trong cặp đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia. Trong khi đó thì U23 Malaysia sẽ tranh hạng 3 với đội thua ở cặp bán kết còn lại vào lúc 16 giờ cùng ngày. Sau trận đấu, các cổ động viên của Malaysia tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà. Nhiều ý kiến đã gay gắt đòi phải thay đổi huấn luyện viên. Cần thay huấn luyện viên gấp, tìm nguồn huấn luyện viên từ Hàn Quốc rồi xây dựng chiến thuật, tập luyện tương tự như là ông Kim Pangol. Số khác thì cho rằng U23 Việt Nam đã thắng một trận như là đấu tập. U23 Malaysia đá mà không có tính máu lửa một chút nào, nhìn như là một trận giao hữu. Nếu như cứ đá như thế này thì có 50 năm nữa vẫn thua Việt Nam. Có lẽ hơn 50 năm nữa chúng ta mới hy vọng là đá ngang ngửa với Việt Nam được nếu như có sự thay đổi. Còn nếu cứ chơi theo kiểu này nữa thì chắc chắn không thể cạnh tranh được. Không ít cổ động viên còn kêu gọi Liên đoàn bóng đá Malaysia gửi cầu thủ đến Việt Nam để học tập mục tiêu vào chung kết vẫn tan tành như xưa. Một thất bại quá nặng nề, Liên đoàn bóng đá Malaysia nên cân nhắc gửi huấn luyện viên và cầu thủ đến Việt Nam mà học tập. Trong lúc đó thì số cổ động viên khác cho rằng kết quả trên là hoàn toàn hợp lý. Thành tích này phù hợp với trình độ của huấn luyện viên và cầu thủ hiện có. Tuy nhiên nếu như cứ thi đấu tệ hại như thế này thì giấc mơ dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 sắp tới sẽ khó lòng trở thành hiện thực chứ đừng nói là tham vọng hão huyền để lên ngôi vô địch. Tốt nhất nên cho mấy đứa trẻ này về ngồi trước TV mà xem U23 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đá bóng. Nhận xét về trận đấu này, giới mộ điệu cho rằng U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt hơn cho nên việc giành chiến thắng là xứng đáng. Thêm nữa, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho các học trò thi đấu với một tâm thế rất thoải mái. Trong buổi họp báo trước trận đấu này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có một phát biểu khiến cho nhiều người khen ngợi. Đại ý là để cho bóng đá Đông Nam Á phát triển mạnh hơn thì đội U23 Malaysia có đánh bại U23 Việt Nam cũng tốt, nhưng nếu như đội bóng của ông Tuấn giành chiến thắng thì sẽ tốt hơn. Có lẽ hiếm thấy huấn luyện viên nào sẵn sàng chấp nhận việc đội mình bị thua trận và xem đó là điều tốt. Tất nhiên chúng ta không nên hiểu sai ý của ông Tuấn con, chẳng có huấn luyện viên nào lại mong đội bạn thắng còn đội mình thua, kể cả là nói đùa. Phát biểu của ông Tuấn cho thấy đây là kỳ giải mà U23 Việt Nam không nhận nhiều sức ép về mặt thành tích, mục tiêu chính vẫn là để kiểm tra đội hình. Hãy hình dung là cộng với 23 cầu thủ hiện đang được huấn luyện viên Philippe Truje tập trung thì U23 Việt Nam đang có đến 46 cầu thủ, chưa kể là khoảng 10 người khác chưa được gọi từ một số đội ở V-League đang đá ở nhóm tranh chức vô địch. Tổng thể thì đây là giai đoạn sàng lọc khá quy mô để chuẩn bị cho lực lượng ở tương lai. Ngay cả khi đội U23 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt có thắng, có vô địch Đông Nam Á thì cũng chưa đảm bảo đây là đội hình U23 mạnh nhất. Vậy nên thắng hay thua ở trong trận bán kết với U23 Malaysia thì ông Tuấn Con cũng vẫn vô sự bởi vì trên lý thuyết huấn luyện viên Philip Druze là người chịu trách nhiệm chính về U23. Ở một góc nhìn khác, mong muốn của ông Tuấn có vẻ là kỳ lạ nhưng không phải là vô lý. Bóng đá Việt Nam loanh quanh rồi cũng phải đá hàng chục trận mỗi năm ở mọi cấp độ đội tuyển tại làng cầu Đông Nam Á. Hoàn cảnh ấy chúng ta không thay đổi được. Indonesia định sang vùng Đông Á để chơi bóng nhưng cũng có được đâu. Chúng ta cũng không thể cầu thả đưa các đội hình yếu để giữ giải khu vực. Thế nên cái mà chúng ta hy vọng đó là trình độ chung của bóng đá Đông Nam Á được nâng lên để mỗi trận đấu sẽ là một đợt cọ sát chất lượng. Đang là một nền bóng đá hàng đầu, có nghĩa là Việt Nam sẽ phải luôn chơi ở tư thế cửa trên với những đội yếu hơn. Xét về khía cạnh chuyên môn thì đá với các quân xanh như vậy lợi ích không thiết thực cho lắm như đội Hàn Quốc mới đây chọn Việt Nam để đá giao hữu trong dịp FIFA đây cũng đã bị truyền thông nước họ chỉ trích. Nói cho cùng, muốn tiến bộ thì phải đấu với các đối thủ mạnh hơn mình. Vì thế mà ông Tuấn Con mới muốn gặp một U23 Malaysia mạnh hơn để rồi thua cũng cảm thấy hữu ích. Không nói đâu xa, chính Thái Lan là nạn nhân của hoàn cảnh này. Họ là kỷ lục gia của SEA Games lẫn AFF Cup, nhưng 30 năm qua, tính từ SEA Games 1993, chúng ta thấy họ có tiến xa được đâu. Không vào đến chung kết Asian Cup và cũng chưa từng vào chung kết một giải U23 châu Á, cũng chưa từng thắng một giải U châu lục nào cả. Ngay cái thứ hạng FIFA được xem là phù phiếm thì hạng cao nhất của họ là 43 vào năm 1998, thời điểm của thế hệ Kiatisak, nhưng đến năm 2014 thì họ rơi xuống tận hạng 163. Các con số này cho thấy sự thiếu ổn định, cũng đồng nghĩa là Thái Lan vẫn chưa đạt đến đẳng cấp của châu lục. Vậy nhưng họ vẫn cứ loanh quanh ở tại khu vực Đông Nam Á mà không thoát ra được. Vậy nên chúng ta cần những tầm nhìn và sự mạo hiểm của ông Philip Ruse, của ông Tuấn con, phải nhìn thấy được sự hạn chế của bóng đá Đông Nam Á, phải gạt bỏ được những ham muốn về thành tích khu vực để còn hy vọng với khả năng phát triển. Chúng ta có thể không biết là mình sẽ đi được bao xa, nhưng nếu như không xác định được cái đích thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Điển hình như là đội tuyển nữ dự World Cup, không có thành tích đặc biệt nào nhưng có thể dự World Cup thì mới biết được mình đang ở xa mức nào. Đây là điều mà những trận đấu giao hữu không thể cho chúng ta biết được. Trận thua không phải là vấn đề, mà quan trọng là thua ai và thua như thế nào. Tất nhiên là như ông Hoàng Anh Tuấn đã nói, thắng thì vẫn tốt hơn, nhưng mục đích thì vẫn phải là việc cần phải tập trung. Ví dụ như trận bán kết này, nơi mà U23 Việt Nam nên đá mạnh dạn theo kiểu áp đặt lối chơi, tăng thời lượng kiểm soát bóng và cố gắng chuyển hóa nó thành các pha hãm thành. Không phải tự nhiên mà trên thế giới hiện nay, thông số tỷ lệ triển vọng cơ hội bàn thắng lại đang được chú ý bóng đá hiện đại đang ngày càng nặng tính chiến thuật cho nên người ta coi trọng cái kết dẫn đến chiến thắng nhiều hơn là việc đưa bóng vào lưới kiểu như một đội bóng yếu đá với đội bóng mạnh chuyện thua là bình thường nhưng các thông số về tỷ lệ triển vọng cơ hội bàn thắng mà tốt thì có nghĩa là trong tương lai đội yếu ấy sẽ thắng được đội mạnh không biết đó có phải lý do mà ông tuấn con đang muốn nói qua lời phát biểu kỳ lạ của mình hay không Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.